Gần đây, trên Weibo của Trung Quốc, cư dân mạng nước này đang xôn xao về tin tức một Wa Di mạng nổi tiếng đang sinh sống ở thành phố Điểm Tây, tỉnh Tây An, có cả triệu người theo dõi bị tố ở bẩn, quyệt tiền nhà. Chủ nhà trọ cho biết sau khi tới kiểm tra phòng đã rất bất ngờ và tức giận khi cô này để lại một căn phòng ngập ngụa rác cùng chất thải của chú chó cưng sau 3 năm thuê trọ. Cô nàng Wa Di mạng Lý Ngải Giai, biệt danh là Lisa đang bị cư dân mạng truy lùng ráo riết vì vừa ở bẩn lại còn quyệt tiền nhà. Trên trang cá nhân, Lisa thường xuyên đăng tải những bức ảnh xinh xắn, check-in ở những nơi sang chảnh. Được biết, cô nàng Wa Di này tên là Lý Ngải Giai, biệt danh là Lisa, sở hữu hơn 1 triệu người theo dõi trên Weibo. Trả lời phỏng vấn với phóng viên, chủ nhà trọ nơi Lisa sinh sống cho biết cô nàng thường xuyên xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp, sang chảnh, khiến chủ nhà tưởng rằng đây là một cô gái sạch sẽ, gọn gàng. Tuy nhiên, sau 3 năm cho Lisa thuê nhà, chủ nhà mới ngỡ ngàng khi phát hiện ra cô gái xinh xắn kia lại là một người lười biếng, ăn ở bừa bộn. Không những vậy, chủ nhà còn phát hiện ra cả chất thải của chú chó cưng mà cô gái này nuôi. Phòng trọ tràn ngập các loại giấy, hộp vứt ngổn ngang. Nơi ở của thú cưng cũng bẩn chẳng kém. Chủ nhà còn phát hiện ra chất thải của chó cưng mà Lisa nuôi dâng giải trên sàn nhà. Sau khi thông tin này được lan truyền trên của Trung Quốc, cư dân mạng đã kéo nhau khủng bố trang cá nhân của cô nàng Wa Di này. Chủ nhà trọ cho biết, Lisa không những không dọn nhà mà còn quyệt luôn cả tiền trọ. Trên trang cá nhân của mình, Lisa đã nhanh chóng đổi tên trang cá nhân và khóa bình luận trước sự công kích dồn dập của cư dân mạng. Tôi khá là cô gái này là một kẻ lười biếng, chỉ biết ở nhà chụp ảnh sống ảo lừa tiền người khác. Bây giờ chẳng thể tin nổi những cô gái xinh xắn trên mạng nữa. Các bạn nam nên lấy đây làm bài học cho mình, vẻ bề ngoài chỉ là bề nổi mà thôi. Mấy cô Wa Di mạng này phức tạp lắm, không những ở bẩn mà còn rất hùng hằng. Thật đáng sợ, khổ thân bà chủ nhà lại mất bộn tiền dọn dẹp, sửa sang lại phòng. Hiện vụ việc vẫn đang thu hút được sự chú ý lớn từ cư dân mạng Trung Quốc. Nguồn Weibo.